Xin chào bạn Đỗ Sóc Việt Đức đây. Bây giờ các bao đầu cho một trời miền Nam 21 tuổi bạn ạ. Bạn ấy bao cái đầu dài thôi. Cắt có đau không em? Không. Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bằng cái dao điện này. Bạn thấy này, cái chỗ này thì nó hơi sưng một tí để phải tiêm cái thuốc tê thôi.